sao bữa giờ nhà phát hành không có tặng kim cương gì cho đứa hết trơn á. Trời, đi đào khoáng sản thì không đào được rương vàng gì hết. Buồn ghê luôn á, trời đất ơi, nghèo quá trời quá đất luôn á. Đứa còn tới tặng 3-4 con bác gì chưa có khui luôn á mọi người. Trời đất ơi, giờ làm sao đây, đứa phải suy nghĩ mới được. Động não lên đứa đời. Ra nhận hàng nè đứa đời. Ủa, mình có đặt cái gì đó ta? Ủa là sao trời, giao lộn không vậy ta? Rồi đứa phải xuống coi thử đây mọi người. Trời đất ơi, không có đặt cái gì luôn á. Ôi, ra coi thử nè. Đây là bộ trò chơi khu rừng kim cương đến từ lớp học mặt ngữ của mọi người. Nhà phát hành vừa mới gửi cho đứa để đứa chơi trải nghiệm á, nhưng mà đứa chưa có biết cách chơi nên là đứa sẽ học cách chơi và chơi trải nghiệm cho mọi người ở một video khác nha. À đúng rồi, bộ trò chơi này đang được bán độc quyền trên Shopee, các bạn có thể mua về để cùng trải nghiệm với đứa nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video trải nghiệm cùng đứa nha. Bye bye.